đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em, nhưng làm được những điều phi thường bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm, bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng. Dân mình ở vùng dịch núi non, chính phủ đón về cách ly trong doanh trại, bộ đội vào rừng chiều dây nắng dầm mưa để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường. Vòng trong tôi hai tiếng gọi Việt Nam. Trái tim hồng rạng tỏa,